Hello, come back to my channel Start the Game đấy không? Và các bạn của mình khám phá tới cái đầu tiên nha, Forest Monster. Ở đây đang bị đóng cửa ở đây rồi. Rồi, và mình sẽ phải làm theo nhiệm vụ, đó là tìm một chiếc camera. Oh my gosh, wow. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai, Grand Theft Auto. Let's go. Ở đây thì mình sẽ phải đi theo anh chàng đây. Wow. Just a liability, CJ. Why you bother coming back? straight back into the game, right, dog? Was it this bad before you left? East Coast got you all thinned out. Try door. Move it, CJ. You embarrassing us, nigga. I got with them motherfuckers, though. Showed them niggas who's gangster. Rider, nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 3. Hey, so there he is, huh? I got you a nice little place to stay. This is it, Tony. Home sweet. Ok, một căn nhà khá đẹp. Và đây là nơi các bạn đi game. Trong kia thì là tủ quần áo. Excuse you. Mình sẽ vào thay một bộ trang phục. Được sai rồi. Now take me to my place. Apartments cost money, Tony. Ok, sau đó thì các bạn sẽ xuống và nhận được vụ tiếp theo. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ tư. clear the vehicle. Và có một con đường để vào ngôi nhà này. Đây là một mê cung. Mình vẫn chưa tìm thấy một căn nhà nào. Đây, căn nhà đầu tiên. Oh my god. Và các bạn sẽ vào từng căn nhà một và trả lời từng câu hỏi trong từng căn nhà đó. Câu hỏi đầu tiên của căn nhà này. Và bây giờ thì mình sẽ đi tìm tiếp hai ngôi nhà tiếp theo. Đó, các bạn cứ đi như thế, sau đó thì tìm những ngôi nhà và trả lời từng câu hỏi trong từng ngôi nhà đó. Đây là ngôi nhà thứ hai. Vẫn hai ngôi nhà này. Đây là một ngôi nhà thôi, chứ không phải hai ngôi nhà. Rồi, và còn một câu hỏi nữa, các bạn sẽ đi tìm tiếp và trả lời câu hỏi đó, rồi cuối cùng thì các bạn sẽ đến một điểm đích cuối cùng, rồi thoát khỏi nơi đây. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Khẩu súng này không nhặt được. Open door. Đó là phải đi mở cánh cửa đây. Ô, ra đây cái là tự nhiên không vào được rồi. Không đi về được các bạn ạ. Nó như kiểu vướng một cái bậc. Đi ra thì lại không đi vào được. Wow. Rồi mình sẽ restart lại. Mà Ok, và bây giờ thì sẽ vào phá chiếc chìa khóa nào. Ok, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. See the new Lucy. Level 4. Okay. Level 5. Level 8. Ok, tiếp tục nào, GTA 3. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. This is the place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over there. Let's go around the back and use the service door. What's the dealio? Get out the damn. He's a nice guy. Rồi các bạn có thể đi đến chỗ ngôi nhà kia và mua ngôi nhà này để xem mình có đủ tiền mua không. Rồi, ở đây là ngôi nhà các bạn. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Grand Theft Auto Vice City. Tommy Vercetti. Shit. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. I'm going to scream in about 2 frickin' seconds. get some sleep, he said. You need me, boy. Rồi, bạn con đã có một bộ trang phục khá là đẹp. Sau đó thì các bạn sẽ đi đến điểm tiếp theo. Còn làm nhiệm vụ tiếp theo, đó là đi đến điểm màu hồng đây. Ok. Rồi, và mình xin phép dừng clip tới đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.